Tên trộm nhốt chủ nhà rồi nhanh chân cưỡng luôn chiếc xe SH trước cửa chỉ trong tích tắc. Bên cạnh những thủ đoạn trộm cắp tinh vi và táo tợn thì sự lơ là chủ quan của chúng ta đã tạo cơ hội để các đối tượng trộm cắp ra tay hành động. Mới đây, camera an ninh ghi lại sơ hở của một người phụ nữ dẫn đến việc mất mát tài sản. Cụ thể, sự việc xảy ra vào lúc 15h13 phút ngày 4 tháng 7. Vào thời điểm này, người phụ nữ dựng xe SH trước cửa nhà, sau đó đi vào bên trong đóng cửa lại. Đáng nói, chủ nhân chiếc xe SH đã quên rút chìa khóa ra khỏi xe. Một tên trộm đã nhân cơ hội này tiến đến nhanh chóng dùng một thanh thép tra vào ổ sắt cổng nhà, chốt cửa nhốt chủ nhà bên trong. Sau đó nhanh chóng mở khóa chiếc xe SH rồi phóng đi. Trước khi đi, tên này đã ném lại áo chống nắng mà nữ chủ nhân vắt lên xe trước đó. Nữ chủ nhà khi phát hiện sự việc đã dùng hết sức đẩy cửa nhưng không được. Tên trộm đã cao chạy xa bay. Sau đó một người hàng xóm tiến đến rút thanh thép ra khỏi cửa. Lúc này chủ nhà ngỡ ngàng và bất lực nhìn tài sản đã theo tên trộm ra đi. Đoạn clip ngắn được chia sẻ lên mạng xã hội khiến nhiều người hoảng hốt vì sự ra tay nhanh như chớp của tên trộm. Điều này chứng tỏ hắn ta đã quan sát và nắm bắt được những sơ hở của chủ nhà. Đây đồng thời cũng là bài học cho tất cả chúng ta luôn đề cao cảnh giác, chủ động bảo vệ tài sản của mình trong mọi hoàn cảnh. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.